Chào các bạn và các anh chị đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món cháo cua nha. Thì để làm món cháo cua ngày hôm trước hết, bên đây mình sử dụng nửa ký cua. Rồi ở đây mình sử dụng cái phần gạo mình rang lên nè. Rồi mình sử dụng cái phần rau đắng. Để cho cái món cháo cua nó được ngon hơn thì ở đây mình sử dụng cái trứng hột vịt lộn. Gia vị để mình nêm thì mình sử dụng ở đây hạt nêm, muối, tí xíu nước mắm và đường. Thường thì mình sẽ cho thêm một ít hành lá, rồi hành cháy, rồi mình sẽ cho tiêu vào, những gia vị thông thường mình nấu ha. Cái phần trước hết ở đây thì mình sử dụng cua này, hôm nay mình sử dụng cua đồng. Sau khi mình mua về thì mình sẽ đem đi rửa nha. Cái phần cua này nó còn dơ nè. Cua thì mình sẽ lựa những con cua mà còn sống thì mình làm, mình nấu món cháo nó mới được ngon. Còn nếu như cua nó chết á, nó sẽ có hôi, cái mùi nó không ngon, nên mình sẽ dùng cua sống. Để mình phân biệt cái loại cua thì mình sử dụng, nên mình mua cái cua thường thì mình mua cua đực, thịt nó sẽ ngọt và chắc hơn. Cái này là để phân biệt, cái này là cái yếm của con cua nè, cua này là cua cái. Ủa nó rất là dữ nha. Cua này là cua cái, các bạn thấy là cái phần cua cái thì nó, cái yếm nó to lắm. Cua cái nó ốm, nó dài, nó mang trứng á, mang con á, nên nó ốm, nó không được ngon. Rồi mình lựa mua cua đực á. Cái này là mình thấy cua cái nhiều nè. Tại cua ở nhà mình bắt á. Đây là cái yếm của con cua đực nè. Cua đực thì cái càng nó sẽ to hơn cua cái. Các bạn thấy có cái yếm, hai yếm con cua nè. Mình dễ phân biệt con cua cái, cua đực. Cái mùa này mình mua cua cái là nó ốm nhất nè. Nó mang trứng, mang con nữa nè. Ui, nó dữ quá. Nó đang mang con nữa nè. Nên nó ốm, rất là ốm nha. Con nó bò lóc nhóc trong đây luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa cua này cho sạch, thịt là sạch nha. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đem đi mình xay nha. Thì nếu các anh chị nào không có cái xay á thì mình có thể mình sử dụng cái cối giã. Mình giã cho nó nhuyễn. Ở đây càng bự thì mình sẽ bỏ ra để mình nấu. Mình không có xay luôn. Ở đây sau khi mình xay nhuyễn rồi, mình sẽ cho nước vào trong đây để mình lọc, mình lấy cái phần nước ngọt nha. Mình sẽ cho ra một cái thau, ở đây mình sẽ nấu khoảng là 2 lít nước. Quậy cho cái phần nước thịt này nó ra nha. Mình xay thì nó sẽ nhuyễn hơn là mình đâm á, mình đâm nó không có nhuyễn bằng mình xay. Rồi sau khi mình khuấy cho nó tan rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho vào trong một cái nồi luôn ha. Mình dùng một cái rây nha, cái rây này rây nó dày đặc nha. Rây thưa quá thì nó sẽ lọt nhuyễn xuống, tại vì mình xay nó nhuyễn rồi. Rồi sau khi mình lọc lấy cái nước xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên mình nấu luôn nha. Trong khi mình nấu cái phần nước cua thì bây giờ cái phần hột vịt lộn này thì nếu các bạn sử dụng sống để mình nấu thì mình sẽ lắc lên như thế này để cho cái phần trứng nó đừng dính trong cái vỏ. Mình lắc như thế này chừng nào nghe sụp xịt là được rồi. Còn nếu các bạn, các anh chị nào mà sợ sống, sợ mà đang đập cái trứng sống bỏ vô cháo thì mình có thể là mình luộc sơ qua, mình luộc khoảng là 10 phút.
để cho cái phần này nó hơi chín rồi mình hãy bỏ trong cháo cũng được ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc sơ qua, luộc sơ đi ha. Còn nếu các bạn nào dạng dạng chút nữa mình để trứng sống nha. Và khi mình nấu mình phải khuấy cái này lên nha, để cho cái phần những cái phần thịt cua nó hồi nó nổi lên. Còn nếu không mình còn khuấy nó bị dính cái đáy nồi á, mình sẽ khuấy để cho nó nổi lên. Và ở đây thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào. Ở đây khi sôi lên là sẽ nổi cái những cái phần cái tủa này lên nè, mình sẽ vớt ra nha. Vớt này ra để mình rải riêng. Rồi sau khi mình vớt ra xong, ở đây thì mình sẽ cho gạo vào mình nấu nha. Mình cho nấu tới khi rồi gạo này nhừ thôi ha. Và ở đây thì mình sẽ cháy nha, mình cháy cái phần gạch nãy mình lấy ra rồi đó. Cái chảo lên cho nóng, mình sẽ cho dầu vào trong đây. Ở đây mình sẽ cháy hành tím và cái phần hành trắng nha, mình không có cháy tỏi nha. Mình cháy hành tím với cái đầu hành trắng đó, các bạn hoa củ hành trắng thì cũng được hết. Cháy cho nó thật là vàng và cho nó thơm ha. Và ở đây thơm mình sẽ cho cái phần gạch nha. Cháy cái phần gạch này nó thơm thì thơm luôn nha. Khi mình nấu cái cá cua nó không có bị hôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần này vào luôn. Sau khi mình chảy hai cái phần này rồi, mình sẽ cho ở đây là một muỗng cà phê hạt nêm. Đây mình sẽ cho một muỗng cà phê muối. Rồi sau đó thì mình sẽ tắt bếp và mình đợi cho phần cháo nó nhừ rồi mình hãy cho vào ha. Rồi cái phần cháo này sau khi mình nấu thấy nó gần nhừ rồi, giờ mình sẽ cho cái phần cua này vào trong đây luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình nêm nha, mình nêm gia vị, tại vì hình là đáng lẽ ra thì mình sẽ bỏ cái trứng vịt vào rồi mình hãy nêm gia vị, lúc đó là trứng sống, còn bây giờ mình đã luộc sơ nó cũng phải chín chín rồi, mình nêm gia vị trước, nãy mình có cho gia vị trong đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng là hai muỗng cà phê muối. Mình sử dụng cái muối bọt thường á, sử dụng thêm một muỗng cà phê hạt nêm và mình sẽ cho khoảng là một muỗng cà phê đường vào trong đây. Cái phần này bây giờ nó thơm rồi, nó không còn bị tanh cua nữa nè, lý do là mình nãy mình đã có cháy hành rồi đó. Rồi ở đây cái phần cháo này vừa ăn rồi nè. Rồi bây giờ vừa ăn rồi mình sẽ cho cái phần trứng vịt lộn vào. Trong đây mình sẽ cho cái phần cả nước luôn nha. Nước trứng vịt rất là nó rất là ngọt. Nếu các anh chị nào mình không có sử dụng cái trứng vịt lộn, mình có thể là sử dụng trứng gà. Trứng gà ta của mình thì nó càng ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần trứng này cho nó chín luôn. Nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho trứng nó chín luôn nha.
đây cái phần tiêu này thì mình sẽ cho vào sau nha. Bây giờ mình sẽ cắt miếng rồi mình hãy cho cái phần tiêu vào. Rồi như thế là mình đã làm xong cái phần cháo cua ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.